Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa An Tâm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách hàng may mắn tiếp theo của Nha Khoa An Tâm, nhận được suất thay đổi răng sứ kim loại thành răng toàn sứ zirconia hoàn toàn miễn phí. Và vị khách hàng ngày hôm nay của chúng ta cũng rất là xinh đẹp, đó là chị Thảo. Dạ, em chào chị Thảo ạ. Chị Thảo có thể giới thiệu sơ về họ tên và thông tin của chị không ạ? Em tên là Phạm Như Thảo, thì em hiện giờ là đang ở Gò Vấp. Và em làm thì cũng ở gần đây thôi, Phú Nhuận. Thì có một lần là em thấy bạn em là đã có làm bên Nha Khoa An Tâm của mình rồi, và có giới thiệu em qua bên đây. Vậy chị Thảo ơi, thì tình trạng răng chị Thảo như thế nào mà chị đã làm răng sứ kim loại vậy chị ha? Dạ, cơ bản thì răng của em là nó đã yếu sẵn rồi, với lại nó bị gãy, bị mất rất là nhiều răng trong. Và có một lần là do tai nạn thì em nó bị mẻ cái răng ở phía trước, răng cửa của mình thì nó mẻ một cây thôi. Nhưng lúc mà em đi nha khoa khác á, thì họ báo cho em là nên làm 4 cây cửa luôn. Nên lúc đó là em thay cái sứ, cái kim loại. Tức là mình bị mất một răng cửa. Dạ, và sau đó thì mình tiến hành là làm 4 răng sứ kim loại, làm cầu đúng không chị ha? Dạ. Dạ, vậy thì chị Thảo làm được bao lâu rồi ạ? Em làm chắc cũng khoảng 2-3 năm rồi. Thì trong cái thời gian mà mang sứ kim loại như thế thì chị Thảo có thể chia sẻ là cái bất tiện hay là về mặt thẩm mỹ như thế nào mà bây giờ mình muốn làm thay đổi lại răng toàn sứ không ạ? Dạ, thì em thấy là phần sau một thời gian mà sử dụng răng kim loại thì em thấy là cái phần nú của em á, nó có dấu hiệu là nó bị đen đi bớt. Rồi cái nói chung là cảm giác là em nhìn nó cũng không có thẩm mỹ nữa, nó bị đen và tối nhiều. Nên em thấy bạn em làm bên đây cũng rất là đẹp, nên em quyết định là qua đây để thăm khám, và nếu mà ok em làm luôn. Dạ, vậy thì như lời bạn chị Thảo giới thiệu thì chị biết đến Nha Khoa An Tâm. Vậy thì làm thế nào mà mình biết được cái chương trình thay sứ của bên em đây chị ha? Đối với cái chương thì hôm em có ghé bên An Tâm của mình để thăm khám, thì bác sĩ cũng báo về cái tình trạng và cái những cái răng mà em phải xử lý. Thì cái bạn nhân viên cũng báo cho em là hiện giờ là bên An Tâm mình đang có một cái chương trình là thay răng sứ silicon cho những cái răng cửa kim loại của em miễn phí. Dạ, em thấy chương trình cũng rất là hay nên em muốn được tham gia. Dạ, tức là về tình cờ là mình biết được cái chương trình này đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, thì đối với trường hợp của chị Thảo thì 4 răng sứ kim loại của răng cửa sẽ được Nha Khoa An Tâm gỡ ra và thay đổi bằng 4 răng zirconia toàn sứ nha mọi người. Nên là mình không có lo những cái vấn đề mà sẽ bị thâm nú hay là không thẩm mỹ nữa đúng không chị Thảo ha? Dạ đúng ạ. Dạ, vậy thì chị Thảo ơi, nãy mình chia sẻ là cũng được bác sĩ thăm khám và tư vấn cho chị rồi. Dạ. Thì chị có thể chia sẻ cái cách mà bác sĩ đưa ra để khắc phục cho hàm răng của mình hoàn hảo hơn đó là gì không ạ? Dạ thì hôm qua thì em sau khi được mà thăm khám thì bác sĩ có báo với em là bác sĩ sẽ thay 4 cái răng kim loại ở phía trước giúp em nào mài và làm răng mới. Vâng, và nãy giờ thì chúng ta cũng đã được nghe những gì mà chị Thảo chia sẻ. Và để xem đặt niềm tin của chị Thảo có đúng nơi không thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi sau 4 ngày nữa nhé.